anh em. Với thành công vang dội của Ma Sói Hắc Ám phần 1 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Ma Sói Hắc Ám phần 2. Và luật chơi của nó khá giống với cả phần 1. Đó chính là sẽ có một phe là sói và một phe là người. Phe sói vào ban ngày sẽ trà trộn vào phe của người, còn ban đêm phe sói sẽ thống nhất tiêu diệt một người trong số phe đối thủ. Phe người thì ban ngày có thể biểu quyết để tiêu diệt một người mà họ cho là ma sói. Mỗi nhân vật trong phe người đều có một chức năng riêng. Phe sói sẽ thắng khi mà số lượng của sói bằng người hoặc là tiêu diệt được trưởng làng. Còn phe người sẽ thắng khi mà tiêu diệt được hết sói. Tuy nhiên, chúng ta có thêm một vai trò nữa. Đó chính là một thằng quỷ bù. Nó sẽ là phe thứ ba. Và nếu như phe người hoặc phe sói tiêu diệt nhầm nó thì nó sẽ là người chiến thắng. Chúng mày cẩn thận đấy. Lại là quỷ bù à? Không thể lơ là cảnh giác của bọn này được. Quỷ bù à? Tối nay ăn gì nhỉ? Giáo sư khảo Trung Quốc sang chai hoa dấu quỷ bù. Quỷ bù. Quỷ bù. Quỷ bù. Ma sói hắc ám bắt đầu. Đêm đầu tiên, tất cả đi ngủ. Trò chơi lại bắt đầu thôi. Mọi người đâu rồi? Chị Sở Huy! Hả? Lại là mày à? Lần trước là mày, lần này cũng là mày! Lại cái gì? Này, lần trước mày cũng là ma sói nhá. Giang sơn dễ đổi, ma sói thì khó rồi. Mày lần này chắc chắn lại là ma sói tiếp. Ôi bạn ơi! Mày điên à? Làm gì có ai sói hai lần trên một trò chơi? Tao là người! Tin tao đi! Không, tao không tin. Mày nói ngay cho tao cái năng lực của mày đi thì tao tin. Mày điên à? Lộ năng lực đây để bọn sói giết tao. Này này, cái văn này là nghe quen lắm ấy này. Văn này ấy là chỉ có bọn ma sói mới dùng thôi. Mày mới là sói. Mày bắt tao lộ năng lực để mày giết tao đúng không? Mày lộ cái gì nghe đi. Lộ cái gì đi. Lộ cái gì đi. Mày là sói. Mày biết là sói. Nhưng mà mày không sói gì đâu. Mày nghe tiếng gì không? Nhưng mà tí nữa tao mới nói được. Nó giết hụt rồi. Nó không thể giết người nữa. Đuổi theo nó. Đi rồi, đi rồi. Chúng mày, chúng mày lại tập trung ở đây à? Hai đứa này, chúng mày đi đâu? Đâu đấy, hai đứa này. Sao chúng mày chạy loạn hết cả lên thế hả? Có biết ma sói lộ anh không? Hay là chúng mày là ma sói đúng không? Thôi đúng rồi, mặt bọn này lớn lan đấy. Chắc chắn chúng mày là ma sói rồi. Ui, ma sói đâu còn may đấy. Lỡ chúng mày có một đứa quy bu thì làm sao? Ai là ma sói? Bây giờ cứ làm loạn cho nó ra chở. Ôi giời, cứ làm một chiều mà khổ thức để không có luôn à? Anh em bình tĩnh nào. Tao vừa tiết lộ năng lực của mình rồi. Tao chính là người bảo vệ. Đúng vậy. Và tao cũng sẽ tiết lộ cái năng lực của tao luôn. Đó chính là tiên tri. Tao cũng đã biết được con ma sói đầu tiên chính là ai rồi. Ngay từ đầu trước khi mà sói xuất hiện, tao đã để ý hành tung của đứa trong nhóm này rồi. Ánh mắt lấm lét, tay thì hay gãi, một thối thi thoảng lại cứ thè lưỡi ra thở như chó ấy. Mông thì lắc lắc cứ như cậu vẫy đuôi ấy. Chưa kể tao còn nhìn thấy nó uống nước bằng lưỡi cơ. Vãi cả. Hành động không khác gì một con chó. Do quá nghi ngờ nên ta đã sử dụng năng lực tiên tri để soi nó. Và đúng như ta nghi ngờ, nó chính là ma sói. Thế cuối cùng đấy là thằng nào mà nghe ghê thế? Ma sói chính là... Nhiều khi mình... Tè hiểu được
Mọi người đừng đi nó, không phải là sói đâu. Đừng. Không phải tao, tao không phải sói, thả nó ra. Này, nhưng mà thằng này có đúng là sói không nhỉ? Bây giờ mà bắt trưởng con sói là người dân khó thắng đấy. Ui giời ơi, chúng mày cứ tin vào tao đi, tao tiên tri mà. Bây giờ ấy, tao lại đoán tiếp ra cái thằng sói thứ hai này. A few moments later. Ê, không tìm thấy, khó thế nhỉ? Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Sắp tối rồi, bây giờ anh em sẽ qua đêm ở đây. Đặc biệt, chúng ta sẽ ngủ cạnh nhau để phòng bọn sói tấn công. Ok không? Ok. Ngủ đi. Ôi anh em ngủ ngon nhá. Ok nhá. À dậy đi mày. Đúng không? Hôm qua anh em mình thiết lập đội hình nhào mà sao lạ nhỉ? Bây giờ ít anh em ấy, không còn ai này. Cảnh đó bụng quá anh em ạ. Chờ mãi mới ra. Chúng mày nhìn tao chăm chăm đấy. Bỏ mẹ rồi. Không phải tao. Tao ra. Tao đi vệ sinh mà. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Trong khi chỉ còn có 3 người. Điều đó chứng tỏ rằng trong này vẫn còn một con sói. Điều này cũng chứng tỏ trưởng làng chưa bị tiêu diệt. Còn nữa, điều đó chứng tỏ thằng Weebu vẫn chưa bị tiêu diệt. Vậy trong ba chúng ta sẽ có một trưởng làng, một sói và một Weebu. Vậy như là đêm này sẽ là đêm quyết định. Nếu như mày là người thì chắc chắn thằng Trường là sói rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ tao chỉ cần sử dụng năng lực bảo vệ và đúng người và ngăn con sói ăn thịt người trong đêm này thì sáng hôm sau người dân chắc chắn chiến thắng. Không giống gì mày, tao là trưởng làng đây, mày phải bảo vệ tao đêm nay. Mày là trưởng làng? Đúng rồi, mày phải bảo vệ tao thì game này mới thắng được. Mày cười cái gì? Không ngờ tao và mày lại tiếp tục rơi vào cái tình cảnh này. Không lẽ mày lại là... Đúng vậy, tao chính là ma sói thứ hai đấy. Không thể nào. Thật buồn cười đúng không? Khi mà tao hai lần bốc là ma sói, nhưng mà lần này bọn tao chắc chắn chiến thắng rồi. Thằng chó, mày lừa tao. Nhưng mà tao nhìn rõ mày có năng lực bảo vệ cơ mà. Sảng chó hết thôi. Ngay từ đầu, tao đã bàn với thằng ma sói thứ nhất giả vờ đánh trượt tao. Như thế, tao có vòng bảo vệ lấy lòng tin của mày. Nhưng thực chất, tao cũng là sói. Không, chúng mày không thể tinh vi như vậy được. Giờ thì, chịu chết đi. Không, ma sói chiến thắng rồi. Chuyện gì đây? Tại sao mày lại cười? Lừa được mày rồi. Bây giờ tao chỉ diễn làm trưởng làng thôi, chứ thực chất tao là Weebu. Không thể nào. Ngay từ đêm thứ hai, tao đã nhìn thấy mày là ma sói rồi.
nhưng mà tao giả vờ không biết là tại vì nếu mà tiêu diệt mày ấy thì làm sao mà phe Weibo của bọn tao thắng được, nên tao đã từ từ đi theo mày, bám sát mày, thao túng tâm lý để cho mày tin rằng tao chính là trưởng làng, mục đích chính để mày tiêu diệt tao đêm nay. Thằng Weibo, mày lừa tao. Với sự ra đi của tao đêm nay thì phe Weibo chính thức giành chiến thắng. tại sao tao vẫn chưa chết? Tại sao không có vết thương nào cả? Mày chưa chết là bởi vì tao bảo vệ mày đấy con ạ. Mày bảo vệ tao? Không lẽ mày chính là tao chính là người bảo vệ được sơ. Tao biết trước là mày sẽ lừa thằng ma sói giết mày trong đêm nay, nên tương kế tự kế vẫn bảo vệ mày bằng chính năng lực bảo vệ này. Nếu mày là bảo vệ thì trưởng là ai? Là ta đây. Thật rồi, tao tưởng tao đã tiêu diệt mày rồi mà. Chúng mày tưởng như thế nhưng mà không phải thế. Tao đã được phù thủy chính là thằng Việt Trường Lan đã cứu ngay từ đêm thứ hai rồi. Và tao và thằng Việt đã tương kế tự kế, một thằng giả vờ đi vệ sinh và một thằng giả vờ chết, chúng mày có hiểu không? Tất cả đã để cho chúng mày lòi đuôi sói và cháy nhà mới ra bằng quy mô. Chúng mày không thể đâu, chúng mày không thể giỏi như thế đâu. Không hành đạo ấy thì làm sao mà lừa được chúng mày. Bọn tao xin tuyên bố phe chiến thắng của trò chơi ma sói hắc ám phần 2 chính là dân làng. Con người khốn kiếp, tao không chấp nhận. Quý mù tiếp sao à? Quý mù chẳng hơn hai cả. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một ngôi làng mới không có sói và quý bu. Sói là không thua. Tao chúng mày làm gì? Hey slow các anh em, đừng quên là cùng like, share và subscribe cho Pinkslay nhé các anh em nhá. Let's go.